Làm sao để có thể thức dậy sớm như những người thành công khác? Các bạn cứ tưởng tượng là trong cơ thể chúng ta có một cái bà tiên ngủ, bà tên là melatonin. Thì cái nhiệm vụ của bà melatonin này đó là bà sẽ dựa vào ánh sáng tự nhiên để có thể biết được là khi nào chúng ta nên ngủ và khi nào chúng ta nên thức. Mà khổ cái là cái nếp sống hiện đại của chúng ta cứ dùng toàn là ánh sáng nhân tạo, rồi là ánh sáng xanh từ laptop hay là từ điện thoại. Chính mấy cái thứ ánh sáng này làm cho bà yếu đuối hơn và đét thành làm việc nữa. Thành ra là mình ngủ trễ, thức trễ là vì vậy đấy. Thế nên để cho dậy sớm được, các bạn chỉ cần tuân theo đúng một cái luật do bà đề ra thôi: giảm ánh sáng nhân tạo, tăng cái ánh sáng tự nhiên lên. Để làm được điều đó, khi ngủ bạn hãy mở rèm ra để cho buổi sáng bạn sẽ được đánh thức bằng ánh nắng mặt trời. Còn buổi tối trước khi đi ngủ thì sao? Bạn hãy vứt điện thoại ra chỗ khác. Nếu mà tắt hết đèn rồi mà bạn vẫn chưa buồn ngủ, hãy bật đèn ngủ lên. Loại đèn này có bóng và không phủ cả phòng, cho nên là bà tiên bạn vẫn chấp nhận được. Bật lên rồi thì mình đọc sách chút xíu trước khi ngủ. Dần dà bạn thấy trời tối rồi, bà hiện lên và phù phép mấy cái, gõ mấy cái là bạn đi ngủ. Nên là hãy nhớ yêu thương bà melatonin trong cơ thể mình nhé. Mình là Led, một đứa trẻ không bao giờ lớn. Báo thức khiến bạn tỉnh dậy ngay lập tức. Alo, Bi nghe đây. Nếu như bạn đang muốn dậy sớm để thành công thì nhớ sử dụng ngay ba app này nè. Đầu tiên là Alami. Alami Sleep If You Can. Nghe cái tên tôi đã thấy có mùi sai sai rồi đấy. Với Alami, bạn sẽ không thể tắt chuông báo thức như bình thường mà phải vượt qua những thử thách như là chụp lại những hình ảnh có sẵn, lắc điện thoại hay thậm chí là giải những phép toán rối não. Sáng ngủ dậy mà phải lắc điện thoại như thế này thì có mà tiền đình sớm mất thôi. Thứ hai, Alamon. Trái ngược với Alami thì Alamon lại có một cách báo thức vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương. Ưu điểm của Alamon là có rất nhiều các nhiệm vụ khác nhau để chúng mình test báo thức. Nhìn thế này ai mà lại bảo đây là app báo thức cơ chứ? Cơ mà, đừng để vẻ dễ thương đánh lừa nha. Trông thì cute vậy thôi chứ sức công phá âm thanh của app này thì kinh khủng lắm đó. Thứ ba, Wake Me Up. Đây là một ứng dụng báo thức sẽ không dừng âm thanh lại nếu như bạn chưa ra khỏi giường và bắt đầu đi bộ. Ứng dụng này cực kỳ hữu ích vì không chỉ khả năng báo thức hiệu quả, nó còn là cách hay để bạn thể dục ngay sau giấc ngủ bằng việc đi bộ. Vậy bạn đã thử? Đây là 5 cách tốt nhất mình giúp bạn dậy sớm hơn. 1. Đi ngủ sớm khi thức dậy sớm. Cơ thể của chúng ta cần ngủ đủ 6 đến 8 tiếng một ngày. Và nếu như buổi tối trước các bạn đi ngủ sớm thì sáng hôm sau các bạn hoàn toàn có thể thức dậy sớm hơn. 2. Nhẫn tâm với bản thân. Các bạn cần phải ép buộc bản thân mình đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Có thể lúc đầu sẽ chưa quen cho lắm, nhưng sau một thời gian ngắn các bạn hoàn toàn có thể luyện tập cho mình một thói quen tốt. Thứ 3. Tạo checklist trước khi đi ngủ. Hãy dành ra khoảng 5 phút trước khi đi ngủ để tạo ra một danh sách những việc cần làm vào sáng ngày mai. Và như vậy não bộ của bạn sẽ tự động hiểu rằng sáng ngày mai các bạn cần phải dậy sớm để hoàn thành hết số công việc đó. Thứ 4. Sử dụng công cụ đánh thức. Bạn hoàn toàn có thể đặt chuông báo thức để sáng ngày hôm sau có thể thức dậy đúng giờ. Hoặc buổi tối ngày hôm trước khi đi ngủ bạn hãy mở rèm cửa ra để sáng hôm sau ánh sáng mặt trời sẽ đánh thức bạn. Và cuối cùng đó là tìm hiểu về thời gian ngủ của bản thân. Ở trên mạng thì có rất nhiều những bài kiểm tra miễn phí để giúp bạn tìm hiểu về thời gian ngủ của mình. Vì vậy hãy tham khảo thêm để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình nhé. Nhớ like, share, comment và follow TikTok của mình để biết thêm nhiều mẹo học thú vị và hiệu quả nhé. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng vì gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương hơn ta. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng vì gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Đẹp như anh bình minh. Báo thức giúp bạn dậy đúng giờ mỗi sáng. Ở app này bạn có thể chọn dậy sớm hơn bình thường và dậy đúng giờ. Để tắt được báo thức, bạn cần phải vượt qua các thử thách như giải bài toán, chụp ảnh đồ vật hay thậm chí đi bộ hàng chục bước. Với mỗi thử thách, bạn có thể chọn mức độ từ rất dễ đến rất khó. Thế nên để với các bạn sơ ngủ, hãy chọn mức độ khó nhất nha. Chuông báo thức sẽ không tắt đi cho đến khi các bạn hoàn thành được thử thách. Bên cạnh báo thức, app còn có nhiều để giúp bạn dễ ngủ. Hay tin tức và tử vi để các bạn có thể đọc mỗi sáng. Tên app là Alami. Link tải app mình sẽ ghi ở phần bio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss it on a holiday. This is the quote that gets me up out of bed at 5 a.m. every day. And 9 times out of 10, I fucking hate inspirational bullshit. But I was listening to this book when I was in my worst depression, and this guy was saying, what happens if you live every day the way you are right now?
And when you die, you talk to God, and God slides a piece of paper across the table and says, this is who you were supposed to be. This is what you could have done. What happened? And the thought of the person that I was supposed to be and all of my excuses haunting me for the rest of my life is a hell of a lot scarier than waking up at 5 a.m. Been through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe.